Dùn đây, dùn này. Đó, dùn đó, đó. Đấy đi. Hôm nay đi câu cá nha các bạn. Cá như vậy thôi, mình chiên giòn rất là ngon luôn, không cần phải cá to đâu. Cái này cá tự nhiên đi các bạn. Rồi, một em. Cá đây nhiều lắm. Em nhỏ hơi. Thả gần gần đây này. Đó em thả gần đây đó. Chìm cái phao đó.
Mới câu được khoảng 30 phút các bạn. Lớn hay nhỏ vậy? Lớn hả? À, nhỏ vừa thôi. Đẹp, đẹp không các bạn? Qua đẹp không? Đằng xa xa kia là đồng lúa. Đẹp không các bạn? Lúa này cũng gần thu hoạch rồi. Bác nông dân đang đi cắt cỏ coi. Ừ, có cái quả này nè. Các bạn có biết cái này là quả gì không? Không biết ăn được không ta? Nguyên cây luôn này. Nguyên cây luôn các bạn. Nhìn quả nó đẹp lắm. Cầu nãy giờ cũng được mớ được các bạn. Này về chỉ biến món ăn được rồi. Xin phép được kết thúc video tại đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ cũng như đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.